ngày vừa qua, do mưa lớn, mực nước trong đồng ruộng dâng cao, Cụm Quản lý Thủy Nông số 4 đã tập trung vận hành tiêu thoát nước từ đêm ngày 2 tháng 8 cho đến nay ở 9 cống tiêu dưới đê để điều chỉnh mực nước xuống, đảm bảo ổn định cho sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân khu vực đảo Hà Nam. Mấy ngày có mưa lớn thì cũng chỉ là úng lụt cục bộ, thì chúng tôi cũng đã mở các cống tiêu và xử lý để mực nước ở trong khu vực trong đê là giữ ổn định. Qua 2 ngày khi người ta tháo một nhát là nước nó rút rất nhanh và bà con tiếp tục sản xuất lại bình thường. Trước tình hình mưa kéo dài, cục bộ, có thời điểm lượng mưa lên đến 60mm, 4 cụm quản lý thủy nông thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Yên Lập đã bố trí công nhân thường xuyên kiểm tra mực nước trong đồng, các luồng tiêu và khu vực nuôi trồng thủy sản để điều tiết lượng nước tiêu thoát hợp lý. Đến tận ngày 9 mới là nước kém, thế là cho nên cái việc tiêu úng ra là sẽ là kịp thời và sẽ không thể xảy ra chuyện úng lụt được. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh, mưa lớn sẽ còn tiếp tục kéo dài từ nay đến cuối tuần. Việc chủ động điều tiết nước của các cụm thủy nông trên địa bàn thị xã sẽ tránh tình trạng ngập úng trong khu dân cư cũng như sản xuất của nhân dân.